Nếu mà ngày bán được hết cây này thì tốt quá. Ngày chỉ kiếm bán được 300 là cùng rồi. Tại vì xung quanh đây ấy, nhiều người ta bán, người ta có quầy đẹp hơn ấy. Có em để này, nhiều người ta không dám ăn. Đúng nhiều chị này, trả xe. Nào giải cái đơn này đi, không phải đừng làm nữa bà Bình ơi. Chào chị Linh ơi. Linh anh mong về. Tạm để làm cái này đây nhá. Ơi, anh đang ghi đơn mang về à? Ừ. Hai anh đang ăn cảm khúc mang về. Mít một thập cẩm quá đấy ạ. Hello, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh Hà Nội Food. Các bạn ơi, bây giờ mình với cả các bạn đang đứng ở trên đoạn phố gần phố Hàng Mã các bạn ạ. Ở chỗ này là phố gì nhỉ? Chỗ này là phố Hàng Dươi. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 các bạn ạ. Và chuẩn bị đến ngày mai là ngày mùng 2 tháng 9 rồi, là ngày lễ. Tuy nhiên thì hôm nay ngày 1 tháng 9 thì mọi người bắt đầu kéo lên đây rất là đông, đặc biệt là cái khu vực mà bán những cái đồ Hàng Mã các thứ như này này. Và đây là một trong những cái nơi mà nói chung là các bạn trẻ rất là thích đến. Bởi vì là vào trong này thì nó có rất là nhiều thứ để cho, thứ nhất cho trẻ em chơi, cái thứ hai là nhiều bạn cũng thích check in ở trong này các bạn ạ. Bây giờ là mình sẽ dẫn các bạn vào trong cái khu vực này để chúng ta tương tác với cả chúng ta cùng nhau trải nghiệm cái không gian ở trong này các bạn nhé. Ngoài ra thì sau khi mà trải nghiệm xong ở chỗ này thì thường là các bạn trẻ sẽ rất là khát nước. Mình sẽ vào một quán chè rất là nổi tiếng để chúng ta cùng nhau chúng ta ăn chè ở trong đấy các bạn nhé. Chủ yếu là các bạn có thể thấy là trong này toàn hầu hết là các bạn trẻ vào trong này thôi. Đường bây giờ rất là đông các bạn ạ. Gần như là nếu mà mình đi vào trong này là mình di chuyển không được thoải mái lắm đâu. Bởi vì là chúng ta sẽ phải đi theo cái dòng người ấy. Đây máy làm kem này các bạn này. Kem này làm có lâu không hả anh? 15-20 phút là được một cái ạ. Ôi các bạn nhìn cái máy làm kem này nhìn như kiểu là cái ống đạn đi các bạn. Trong này là các màu là các vị khác nhau luôn đấy hả anh? À. Cái này thì anh bán ra là bao nhiêu? 7.000 cái. Sơn ăn không? Có. Ờ, cho em hai cái đấy. Ăn sầu riêng nhá. Hay ăn sầu riêng? Ăn gì? Cái gì cũng được. Sữa dừa đi. Thế đổ sô-cô-la là cái gì ạ? Vâng. Với cả cho em sầu riêng, một sầu riêng, một sô-cô-la. À, sữa dừa với cả... Sầu riêng. Vâng, vâng. Ở đây thì chủ yếu là các món ăn vặt thôi các bạn ạ, chứ không có các cái món ăn đấy đâu. Nếu mà mình mà muốn ăn kiểu ăn no bụng thì mình sẽ phải đi lui ra ngoài một tí. Với em xin sầu riêng bên này, sữa bên này đúng không anh? Để em gửi anh tiền. Ngày bán được nhiều kem này không anh? Thế à? Cầm được không? Đây bên này thì các loại ô mai không biết các bạn. Đây nhiều lắm các bạn ạ, hình như là ở đây là còn có mấy quán bán ô mai cơ. Là mình thấy là như chỗ nào đấy quanh quanh đây là còn bán nhiều hơn đấy sao ấy. Đây gừng, xung quanh gừng này các bạn này. Đây chắc là ô mai xấu rồi. Đấy nhiều loại lắm các bạn. Các loại trà, trà cuốc, trà chanh. Đây là chuột bạch à chị? Ơ chị này cho nó ăn mì à? Mì à? Bánh mì à? Con này chị không sợ nó chạy à? Không, nó sợ ngay. À thế à? Con này chị bán bao nhiêu một con? 50.000 một con à? À thế à? Thế có kèm cái này không hay là kèm cái này? À thế cái này thì thêm cái này thì bao nhiêu ạ? 90.000 là cả chuột cả đồ chơi luôn. Con ăn rùa này bao tiền chị? 50.000. Ăn tép ăn cá được gì? À, thế chắc là nó chỉ ăn được những con bé bé này nhỉ? Anh ơi mấy món ngon quá cho em quay đi anh nhá. Đây là khoai hả anh? Đây các loại xiên que. Đây có cả chân gà này, đồ thịt này, rồi này. Trong này thì những cái hàng mà bán xiên que kiểu này thì cũng nhiều lắm các bạn ạ. Mà đa số là những cái món ăn như thế này thôi. Cái tò he này thì các bạn chỉ có lên phố cổ các bạn mới thấy người ta bán tò he thôi, chứ còn ở những cái khu vực khác không bán đâu. Một cái tò he này bao tiền này? Cái này là anh nặn à? Khéo tay đấy nhỉ? Tò he đây. Bình thường mà không bán ở đây thì anh có ra bờ hồ anh bán không? À cái chỗ mà tượng đài đấy thì anh. À. Trung thu ngày xưa là chỉ có tò he với cả đấy đâu qua sao ấy, đèn cù vâng. Ấy. Vâng. Với cả cái tàu thủy điện chạy ấy. Nếu bây giờ như là hàng Trung Quốc nhiều quá. Các cái đèn cù với cả cái tàu điện chạy bằng hơi nước ấy. Hơi dầu ấy là hầu như người ta không ra đấy, chỉ có còn sau mới tò he thôi. Cái tàu hơi nước này bây giờ như em thấy bán ở hàng thiếc thôi đúng không? Hàng thiếc. Hàng thiếc là còn đấy. Một nhà làm thôi. Vâng. Nhà làm, cái tàu đấy ít người dùng chơi.
Ngày xưa thôi, chỉ chơi nhiều, bây giờ thì không có. Vâng, đúng rồi. Này anh bán bao nhiêu đây? 50.000. Em cầm được không? Anh nặn này mất nhiều thời gian không? Mất khoảng 30 phút. 30 phút là xong cái này. Thế cái này mất lâu thời gian hơn hay cái này mất lâu thời gian hơn? 3 phút 4 phút con thôi. 3 phút 4 phút à? À, mà trong cái này rất là nhiều chi tiết luôn các bạn nhá. Hôm nào lên quay anh nặn cái nhỉ? Ok, hôm nào được. Hôm nay mà có không ấy là có nặn luôn này. À thế à? Đây là mình nặn ở nhà sẵn hết rồi đúng không? Ờ, như hết nguyên liệu rồi à? Nguyên liệu vẫn còn nhưng mà chỉ quản hàng. Hơn 6 thùng ạ. Đây là đào, đào xanh mì. Thế em mua hả? Anh sẽ ăn thêm cái gì đâu ạ? Mè đây ạ. Sẽ ăn thêm cái gì đâu ạ? Ở đây có kỳ gì? Em múc chung như thế là mấy cái này đồng giá hết à? Dạ, đồng giá hết ạ. À, tính theo lạng à? Dạ, vâng ạ. À, em bán bao nhiêu lạng? Dạ, 20.000 một lạng. 20.000 lạng. Của chị 3 lạng 60.000 chị nhá. Và trên này rất là nhiều những cái hàng mà bán ô mai như thế này đấy các bạn. Nhiều lắm, cái hàng này còn nhiều hơn cả hai cái hàng kia cơ. Bà ơi, xiên này bà bán nào đây? Xiên em bán như nào? Xiên này em bán 15, còn những xiên khác xiên thịt, xúc xích và lạp xưởng là 15. Còn mọi thứ đều 10.000 ạ. À thế ạ? À? Em ăn thì rán luôn. À, cái này là ăn là rán luôn tại đây hả? Vâng ạ. Thế cho anh xiên. Xiên này là xiên tôm à? Đây là xiên tôm con ạ. Cho anh cái xiên tôm. Hình như anh khách đầu ấy sao mà à, mới em này. Lần nào em ấy khách sao em phải vớt ra để cho sạch đầu ấy ạ. Thế cho à? Ăn không bị mùi hôi. Chả một cố mà. Cháu lấy cái gì cho anh hết được. Em ăn là gì Sơn? Ăn là gì lấy đi. Xúc xích này. Cho anh một cái tôm nhá. Rồi, cái này cái gì đây nhỉ? Đây là mực xoắn ạ. À, cho anh một cái này nữa. Vâng ạ. Đấy, cho anh ba cái đấy thôi, ăn chơi chơi thôi. Tí nữa mình còn ra kia mình ăn cái khác các bạn ạ. Hôm nay bán được nhiều cho em? Dạ, sáng nay em bán được 100.000. Đang đợi bếp vào sôi, dầu sôi ạ. Đấy, có vẻ như là anh mở hàng cho em hay sao ấy đúng không? Dạ. Đây mình thấy ở đây là có hai bà cháu bán các bạn ạ. Lúc ấy ở kia thì cũng có nhiều cửa hàng bán lắm. Nhưng mà mình ra đây mình mua để ủng hộ cho hai bà cháu. Nhà mình bình thường thì vẫn đứng ở cái chỗ này bà nhỉ? Dạ vâng ạ. Đấy, mình đúng quả mở hàng luôn các bạn. Mỡ còn đang trong veo luôn. Nhà mình bán ở vị trí này lâu chưa em? Dạ, lâu rồi ạ. Nhà mình ở gần đây luôn bà nhỉ? Dạ. Nhà ở đâu? Nhà mình ở đâu? Nhà ở đây ạ. Ngay đây luôn ạ. À, thế thì tiện quá bà nhỉ? Ngày dọn hàng ra gần. Anh ăn chín tới à, già anh. Cho anh chín tới thôi. Vì những cái đồ này là có bột các bạn ạ, thì ăn nó già quá thì nó sẽ hơi bị khô. Đấy, thế nên là mình chỉ ăn chín tới thôi, ăn vặt thôi. Đây là lấy đồ sống ra, còn nếu mà là đồ kiểu như là chiên rồi ấy, thì đều là đồ dễ hỏng ấy ạ. Để ở ngoài như này là dễ hỏng lắm, phải lấy từ trong tủ đá ra ấy ạ, để giữ được đồ ăn. Ngày mà bán hết cái cây này thì có đủ không em? Dạ. Ngày kỳ vọng bán hết cái cây này không? Nếu mà ngày bán hết cây này thì tốt quá. Cũng chỉ mong bán hết cây này thôi hả? Vâng ạ. Ngày chỉ kiếm bán được 300 là cùng ạ. Thế à? 300 thì lãi được nửa cho bao nhiêu nhỉ? Vâng ạ. Mai thì mùng 2 tháng 9 chắc em bán được nhiều hơn đúng không? Mai là sẽ đông hơn hôm nay. Thật ra thì em cũng không bán được nhiều tại vì xung quanh đây ấy, nhiều người ta bán, người ta có quầy đẹp hơn ấy. Có em để này nhiều người ta không dám ăn. À đúng rồi. Kiểu như là các bạn trẻ thì đi là thích vào những cái quầy. Anh ăn tương cái, tương ớt à? Cho anh tương ớt đi. Tương cà là chỉ mấy em nhỏ nhỏ thích ăn thôi, bọn anh là phải ăn tương ớt. Thực ra là những cái đồ này thì hàng nào nó cũng giống nhau thôi các bạn ạ. Đấy, nó chỉ khác nhau cái là vị trí với cả anh cảm ơn nhé. Đây cho anh gửi em tiền này. Vâng ạ. Mua ủng hộ em nhé, anh đi qua rất là nhiều hàng rồi đấy. Của anh là bao nhiêu tiền nhỉ? À, của anh là một xiên xúc xích 15, một xiên tôm là 10.000, 25 ạ. À, ba xiên đúng không anh? Ba xiên, một tôm này, một xúc xích này, với cả một cái xoắn này. 35 ạ. 35.000 hả? Đây, anh gửi. Em cảm ơn ạ. Đây các bạn, ăn vặt. Em gửi anh ạ. Rồi, anh xin nhá. Đây, con đi bà nhá, con chúc bà bán đông khách nhá. Ok, anh cảm ơn. Rồi.
Đây các bạn này, rất là nóng vừa mới chiên xong. Món ăn đường phố, ăn cũng ngon các bạn ạ. Cái tôm này ở đây thì là nó có hương vị tôm nhưng mà nó là bột thôi các bạn. Ăn vào thì cũng mềm mềm như kiểu là con tôm ấy. Đấy, nhưng mà cảm nhận được là bột. Ăn nó cũng ngon ngon, chấm cả tương ớt nó cũng ngọt ngọt, cay cay. Đấy, ra đây là thoát từ đây các bạn. Vừa rồi các bạn có thể thấy là rất là đông luôn. Mình đi là phải đi theo dòng người, đi rất chậm. Ra đây thì nó mát hẳn ra các bạn ạ. Ở chỗ này mình đi là phố Chả Cá. Ở đây thì người ta bán nhiều đồ chơi lắm các bạn. Phố Chả Cá này xong đến phố Hàng Cân này. Hàng Cân xong bắt đầu đến Lương Văn Can kìa, đúng không? Lương Văn Can thì là cái phố mà chuyên bán đồ chơi. Đây nhiều đồ chơi lắm các bạn, bán ngàn đồ chơi luôn. Các em mà ra đây thì các em sẽ thích mê ở cái chỗ này. Hôm nào mà nó vãn vãn người một tí đi thì mình sẽ cảm nhận được nó hay hơn. Còn hôm nay đi thì mình chủ yếu là mình xem về cái mặt không khí thôi. Chị ơi, nhìn bánh ngon quá, chị cho em quay ít hình ảnh nhé chị nhá. Cái bánh này ở đây là bao tiền cái đấy chị? Vâng. Dạ. Ở đây là các bạn này. Chị bán nhiều loại này cơ à? Nhiều loại lắm các bạn. Nhà mình bán đây lâu chưa hả chị? 5 năm ạ? À thế à? Qua rồi, sống qua mùa Covid. À. Vâng. Thế là mất 2 mùa năm rồi gì đó chị nhờ? Mất 2 mùa Covid rồi. Bánh này chị làm có lâu không? Cái bánh này thì nhanh lắm. Vâng. Tức là ra một cái bánh này chỉ có hơn 1 phút thôi. Tức là chị bán đông hàng thì chỉ có 1 phút rưỡi là một cái. À thế à? Vì là chị bán buổi sáng cho khách, cho các con học sinh đi học ấy. Vâng. Nó thời gian nó dồn vào 1 giờ ấy. Đâm ra mình phải rất là nhanh. Vâng. Bây giờ thì có thể là thăm thẳng hơn một chút thì mình cứ túc tắc. Xúc xích. Ờ, cái món này là món các con thích ăn, nó phổ biến nhất này. Dạ. Nó rất là sạch sẽ, nó đủ chất. Thế như cái chị đang làm là bao nhiêu tiền? 35.000. 35.000. Ừ, rất là ngon, sạch sẽ. Vâng. Chắc chị gửi em nhé. Có khách. Chị thấy em duyên không? Ừ. Vào cái chị có khách ngay. Hai à? Cháu ăn một cái này có đủ không? Chưa ăn bao giờ ạ. Chưa ăn cái này bao giờ hả chị? Ờ. Ồ. Chết rồi, thế thì phải ăn gấp thôi, ngon lắm. Vị gì ngon nhất hả em? Yeah. Cái gì cũng ngon, nó là theo cái sở thích của mình thôi. Chứ còn nhà tớ vị gì cũng ngon, mặn cũng ngon. Ờ, mặn cũng ngon mà ngọt cũng ngon. Ví dụ, vị mặn mua cho bố nó ăn đấy gì? Với con là gì? Tiêu chuối á? Ờ. Cơm mai đi, cho nó khác. Nutella phô mai đi con. Cái chỗ mà mình vừa mới đi ra nó ở đầu kia kìa. Đấy. Ra đây một tí thì có hàng này. Ở đây là địa chỉ là bao nhiêu đây? À, số 3 Chả Cá. Số 3 Chả Cá các bạn ạ. Bạn nào mà đói đói một tí thì các bạn ra đây ăn cái này chơi chơi thì cũng được. Đây, sau khi mà đi chơi long quăng, dẫn các bạn đi long quăng rồi thì bây giờ là mình sẽ kết thúc bằng cái quán chè này thôi các bạn ạ. Bởi vì là mình cũng ăn linh tinh rồi ấy, thế nên là bây giờ ăn các cái món khác nữa thì nó cũng hơi đầy bụng ấy. Đây, quán chè này là quán chè ở số 4 Hàng Cân các bạn nhé. Quán này thì rất là nổi tiếng rồi. Ở đây thì các bạn có thể thấy là khách bây giờ người ta ngồi cũng rất là đông. Ngồi đến phần bên kia luôn. À, cửa hàng thì chính thì nằm ở đây. Ngoài ra thì bên trong người ta có cái chỗ ngồi ở phía trong này nữa các bạn ạ. Một sản phẩm này, đi một hai lít một cái nha cháu nhá. Cho cái đơn tiếp theo là. Xé cái này đơn đi Nhi ơi. Cái gì? Cô ơi, Hiếu hỏi là lấy quả nào để lấy. Ba xanh đủ mang về cô ơi. Ba xanh đủ cho anh chị này này. Xanh bao giờ có xe nào chúng ta mà. Ơi. Bây giờ này thì cũng nhiều bạn trẻ thì bắt đầu đi chơi ở trong khu kia, bắt đầu tràn ra đây. Đây, không gian ở trong này mình vào đây cho các bạn xem nhé. Đây, không gian trong này thì nó nhỏ nhắn như này thôi các bạn ạ. Chủ yếu là người ăn người ta ngồi ở bên ngoài kia. Đấy, tí nữa thì mình cũng sẽ ngồi ở trong này vì trong này rất là mát, trong này có cả điều hòa hay sao. Đấy.
Nếu mà ăn đây thì em xuống đến cuối kia, anh có menu ở dưới đấy. Xem đạch mang về. Đúng rồi đi. Xem đậu xanh mang về. Là chỉ lấy mấy gốc. Thêm một xanh đủ mang về nhà khách này cho vào đi. Em để xe sang bên đường giúp anh. Em để sang bên chỗ gầy với béo kìa. Nhớ quá xe thẳng giúp anh nhá. Dạ. Một xanh cả một xanh đạch. Chờ anh một tí, lên đơn là có chè, chờ anh tí đi ạ. Thông cảm cho anh hàng lâu lâu. Ừ, anh không có lên đơn cho em mà. Đó, đưa cháu. Gái ơi, ra đây. Đây, nước ngoài này em mới đông. Chắc là em ơi. Chị đang làm chè gì đấy chị? Chè hạt sen ạ. Đây là cốc chè xanh sen, chè kem châu. Vâng. Cái này là có giá bao tiền? 25.000 ạ. Tại 100 trong này. Có vẻ như chè sen này nhiều người ăn đấy chị nhỉ? Ừ, chè sen thì nó là món cái truyền thống ấy. Cũng như là nhiều người ăn. Vâng. Nó là món truyền thống. Bao nhiêu đấy ạ? Cái cốc này là bao nhiêu đấy chị? 25.000 đấy mà. 25.000. Tiền xong chưa? Tắt mic đi. Em một chén sen, một chén thập khúc. Mang về à em? Về. Em chờ chị tí nhá. Sen thập khúc mang về của bạn nào Di Lê Xanh. Cốc này thì bao nhiêu? Cốc này cũng 25.000 em ạ. Nói chung là thường thường là cũng 25.000. Ra ngoài này đứng đi em đấy chứ. Báo ơi, có 3 nếp phẩm chị gái mang về này. Còn gái ơi đi mấy người nhỉ? 5 người, em đi vào trong nhà đấy, một giấy là cái đen của em này. Em vào đi cho bạn nhận đồ cho em trong nhà. Nhìn mắt chè ngon quá bác ơi. Đây là chè khúc bạch ạ. Vâng. Bác này là bao tiền đấy chị? Dạ 30.000 anh ơi, đây khúc bạch ngũ vị. Vâng. Chè những màu này là vị gì đấy chị? Dâu, khoai, sô-cô-la, trà xanh. Với lại vị trắng là kem sữa. Vâng. Chứ quầy à? Bánh kiều chị này, chả chè. Nào giải cái đơn này đi, khúc bạch đừng làm nữa bạn Bình ơi. Chờ chị Linh ơi. Đây hai mong về. Cứ vào đi, có người nhận đồ với cả menu ở trong đấy. Bà ơi, con có 3 nếp mang về nhá. Này đâu? Chắc nhà à? Trước quầy. Chắc là nhà anh chị, nếu mà đông thì là đây, nhà mình đây này. Cho em gửi, cho em nhờ 2 ghế nhá. Chắc luôn. Chắc luôn. Bạch rồi. Nhà mình 200 tròn em xin tiền luôn nhá. What is this? Is a yeah is a coconut. Is a lotus seed inside longan and coconut water. Which one is nice? I'm actually to try one this and one this. Okay. Yeah, come on, trust me. Okay. You take away, right? Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Yeah. Bà con xin một sen nhà ăn cảm khu bạch cho khách nước ngoài. Mang về. Dạ. Em xin, wait a minute. Sure. Yeah. Để nguyên nha. Cho em nhờ anh chị ơi. Mấy đá hả? Hai đá xay lên đây. Đây em thật em bé này. Một sen nhãn, một khúc bạch của ai đây ạ? Ba này. Ba bảo ơi, bây giờ còn ba. Quên thì gặp đi đừng vui nữa. Làm con thêm nhà nữa đi vậy. 65 tiền xong này. Nhà còn không bỏ nhà lấy rồi đấy. Nhà còn làm không rồi đấy. Nhưng mà chưa giả chè đâu. Thế bà làm thêm một nhà nữa đi vậy. Đây lúc này thì quán đông lắm các bạn ạ. Cả bên kia lẫn bên này trong nhà. Đấy thì mình quay xong rồi, bây giờ cũng là đến cái lúc mà mình cũng muốn ăn ấy. Nhưng mà để mà chọn một cái chỗ ở đây thì gần như là chỗ nào nó cũng kín luôn các bạn ạ. Ngồi chỗ nào nó chật quá thì cũng khó quay. Mà ngồi chỗ rộng một tí thì gần như là các bạn cũng đã lựa chọn hết rồi. Đấy các bạn nhìn này. Đông cực kỳ luôn. Đây, ở đây thì người ta có cái menu này để cho mình có thể lựa chọn này các bạn này. Ra cái quán chè này thì mình thấy là có một cái điều đặc biệt là người ta bán rất lâu năm nhưng mà người ta không có quá nhiều option ấy các bạn. Trong này mình đến sơ 2, 4 này, 6, 7, 2, 4, 6. Có nghĩa là tổng tất cả là có 13 cái option để cho mình lựa chọn. Nhưng mà trong đấy thì có một cái là snack. Có nghĩa còn lại là 12 cái liên quan đến chè các bạn ạ.
mà trong khi đấy thì các bạn có thể biết là những cái quán chè mà phổ thông bây giờ thì người ta bán rất là nhiều loại chè khác nhau luôn. Cho anh hỏi này, ở đây là những cái lựa chọn này mình có thể mình mix vào nhau đúng không? Đúng rồi ạ. Mình mix vào nhau thì cái giá tiền nó sẽ tính được như nào? Nếu mà thường thì là như này, ví dụ nhá, xanh sen thì nó vẫn là 25. Nói chung là các món này, ví dụ như đen mà với sen thì là 25. Còn nếu mà đỏ sen thì lại là 30. Đỏ sen thì là 30. Những cái giá này thì em có ghi hết ở trên cái bảng rồi, để cho khách có thể thoải mái lựa chọn. Đấy. Ok ok. Đây mình gọi mấy cái thì bây giờ là bắt đầu là ra cái cốc đầu tiên các bạn ạ. Cái này là nó là chè sen xanh. Đấy, cái suất này thì có giá là 25.000. Lúc mà người ta đưa ra cho mình như này thì cái chè bên trên này nó vẫn còn đang ấm này, bên dưới thì là đá này. Đấy, trong này có sen này các bạn này. Đấy, chưa có hàng. Đấy. Cháu đang làm rồi cô ạ, yên tâm, nhà mình vẫn còn. Chè người ta làm thì không quá đặc đâu các bạn ạ. Lúc mà quấy lên như này này thì bắt đầu là nó loãng loãng này. Nhi ơi, trong nhà còn số 5 người không con ơi? 5 người. Khúc gạch đen trâu của ai ạ? Chè ở đây thì người ta làm nó không ngọt lắm các bạn ạ. Nó có ngọt, ngọt vừa vừa thôi. Kể cả sen ở đây thì người ta có vẻ người ta ninh với cả cái nước đường ấy. Bên trong cái hạt sen này này, ăn vào thì nó ngọt từ ngoài vào trong ấy. Nhưng mà nó cũng mà ngọt vừa vừa đó. Ăn sen thì người ta ninh cũng ở mức độ nó dư vừa. Khi mà nhai vào cái hạt sen thì mình thấy là nó vẫn còn hơi sật sật một tí. Bên ngoài thì mềm, bên trong là hơi hơi một tí thôi. Ăn cảm giác thì là nó cũng không bị nhũn quá. Đây, trong này thì có ít thạch thôi. Đây, chân trâu đây các bạn này. Chân trâu thì ăn mềm lắm. Bên trong này có vừng này. Trong chân trâu có vừng. Ăn vào hạt vừng nó hơi thơm thơm một tí nữa. Đây, của em. Trong chân trâu thì có dừa. Miếng dừa nó nhỏ nhỏ thôi. Ăn cảm giác nó không bị, miếng dừa nó không bị cứng ấy. Không, xong rồi đấy cô. Cái đậu xanh ở đây là các bạn này. Đấy, bây giờ thì bắt đầu nó loãng ra như kiểu là nước này rồi. Ăn thì nó rất là mát và thỉnh thoảng nó, khi mà mình hút cái nước này vào ấy, nó vẫn có kiểu cảm giác nó dặm dặm của bột đậu xanh ấy. Để ăn nó rất là dễ chịu, nói chung là nó rất là dễ chịu. Cảm giác nó vừa giải khát luôn. Quán đông quá các bạn ạ. Đây, người ta ngồi cả sang bên đường kia các bạn kìa. Đến liên tục. Đây có cả những khách mà người ta đi trải nghiệm xe xích lô, người ta đi quanh phố cổ, sau đấy người ta cũng dừng ở đây để người ta ăn chè. Thôi anh xin nhá, đồ hàng ra, hàng ra. Đây, cầm cho anh cái này với. Đấy, mình gọi ba cái này các bạn ạ. Chè khúc bạch này. Cái bát này có giá là 35.000. Nhìn mình thấy là cái bát này nó hấp dẫn nhất trong số mấy cái mà mình gọi như này. Bên trên thì là hạnh nhân này các bạn này. Ở đây có 5 màu tương đương với, ở đây là dâu này, đây là sô-cô-la này, trà xanh này, cái này là khoai môn này. Đấy, còn đây là sữa. Đấy, ngoài ra đây là quả nhãn các bạn nhé. Đấy, một quả nhãn rất là to này, bên trong người ta đã bỏ hạt rồi. Thế là 3 suất tất cả đúng không ạ? 1 xanh thôi. Mấy xanh ạ? Anh ơi, thu cho em 50. Mà chị đi thì ạ, chạy của máy. Khoai môn này các bạn. Ăn nó ngọt ngọt, nó cũng hơi thoang thoảng. Nếu mà cảm nhận kỹ thì thấy là cái hương vị của khoai môn ấy, nó ngọt hơn so với cả nước. Cái phần nước này thì là nó ngọt nhưng mà nó ở mức độ vừa thôi các bạn ạ. Đại khái là mình có thể là mình uống được mà không cảm thấy là nó bị ngọt quá này. Dâu. Cái hương vị dâu thì rất là rõ ràng luôn các bạn. Đây, sô-cô-la. Ở đây thì người ta thái những cái miếng này, người ta thái bằng những cái con dao sóng các bạn. Nó sóng, nhìn nó ăn nó cảm giác là nó cũng ngon hơn. Sô-cô-la ăn cũng đậm vị các bạn ạ. Đậm vị sô-cô-la luôn đấy. Còn đây là sữa này. Màu trắng này là sữa. Sữa thì nó không có nhiều vị lắm. Về tổng thể những cái hạt này các bạn này, những cái hạt thạch này này, ăn vào thì nó rất là mềm luôn, núng na núng nính. Và nó đều có cái độ ngọt nó như nhau các bạn ạ. Không đến nỗi quá ngọt sắc mà nó ngọt hơn cái nước này thôi. Đấy, ăn để khi mà ăn vào nó cảm giác nó có cái điểm nhấn khi mà nhai vào cái này này. Hành nhân này thì ăn nó bùi bùi. Ăn cái thạch nó mềm mềm, nó núng nính ở trong miệng ấy. Trong nhai đến hành nhân thì nó bùi bùi.
người ta thái nó mỏng mỏng, ăn nó cũng dễ ăn. Ê cậu ơi! Má lắm rồi à? À, nhà mình gọi đồ chưa? Bạn em ngồi gọi đi. An trẻ làm ơn ngồi ghế giúp em anh chị ơi. Đừng gọi đồ trên quầy à. Làm ơn ngồi ghế lên đơn à. Nhi ơi Nhi, trong nhà còn hai ông? Đang chờ đi. Rất là mát. Ăn chè này mang tính chất là giải khát là nhiều các bạn ạ. Gần như là mình uống nước ấy. Còn đây là dừa ấy này, nhãn dừa này các bạn này. Trong này là có sen này, có nhãn này, mới cả có bên trên này là dừa nạo này. À cái dừa này người ta thái mỏng, rất là mỏng luôn các bạn ạ. Đấy, cái cốc này thì có giá là 35.000. Về giá cả thì mình thấy là giá cả cũng cao. Nhưng so với cả cái khu vực mà các bạn hiểu là hàng cân này, nó là khu vực mà thậm chí là 1 mét vuông tính theo tiền tỷ các bạn ạ. Thì cái giá đấy nó lại không là cao nếu như mà mình so sánh cả khu vực. Thôi mời các bạn nhé, mình ăn cốc cuối cùng này. Thì thực ra là hôm nay là mình cũng chưa ăn nhiều, thế nên là khi mà ăn chè này nó cũng rất là dễ ăn. Ăn 3 cốc này nó bình thường. Đậm chất hương vị dừa luôn. Ê, trong này rất là nhiều nhãn luôn các bạn này. Quả nhãn ở đây thì rất là to béo. Người ta đã bỏ hết hạt ở bên trong rồi. Mà bên trong này các bạn nhìn thấy cái gì bên trong không? Nó là cái nhân nhãn, nhưng mà thực ra là đây không phải là hạt đâu, mà bên trong là người ta nhồi cái hạt sen vào đấy. Người ta nhồi cái hạt sen vào bên trong cái quả nhãn này này. Mà cái nhãn ở đây thì nó rất là đều luôn này. Quả nhãn nào nó cũng rất là đều. Này rất là dễ ăn luôn đấy các bạn. Cái nước ở đây thì nó nhạt, nó ngọt bằng đúng cái độ ngọt của nhãn này này, chứ nó không nhiều. Tức là rất là dễ ăn. Ăn nhãn thì nó mát mát này, giòn giòn này. Nhai ở bên trong cái hạt sen thì nó lại bùi bùi các bạn ạ, mà thơm của sen. Bên ngoài ngọt, cái độ ngọt ngon của nhãn ấy, bên trong nó bùi bùi thơm của sen đó. Rất là dễ ăn, thực sự cái món này mình nghĩ là dễ ăn nhất trong số 3 cái cốc chè vừa rồi. Quán ở đây mình thấy là cái tầm cuối giờ chiều ấy, là người ta đông một đợt rất đông. Ngồi tràn hết ra bên ngoài này. Sau đấy đến khoảng tầm lúc mà mình đi qua lúc đấy ấy, là giờ khoảng tầm 7 giờ đến 7 rưỡi thì người ta lại vắng đi một đợt. Thế là đúng cái giờ ăn ấy thì là lúc đấy là các bạn trẻ sẽ ăn uống, một là ăn uống ở chỗ khác, hai là đi chơi quanh quanh đây. Sau đấy đến tầm 8 giờ thì đấy bắt đầu đông nghịt hẳn lên các bạn ạ. Mọi người đi chơi bắt đầu mệt mệt ấy, là cái tầm đấy mọi người bắt đầu muốn nghỉ rồi. Thì càng ngày càng đông lên. Ngồi đây thì ăn uống ở vỉa hè này thì nó cũng rất là thích. Cái không khí của phố cổ các bạn ạ. Trong này có thêm ở chân trâu. Chân trâu thì ăn là giống như cái ốc lẫy thôi, nhưng mà cái này nó lại không có cái nhân dừa, mà trong này nó có vừng luôn. Thực sự là không ăn gì nhưng ăn 3 cốc chè thì cũng rất là no các bạn ạ. Đấy thì theo quan điểm của mình thì chè ở đây ăn rất là ngon. Cái chung ở đây là cái chè nó không bị quá ngọt các bạn ạ. Ngọt nó vừa vừa thôi. Do đó mình mới ăn được hết 3 cốc. Chứ chè bình thường mà ngọt thì không thể nào ăn hết được quá 2 cốc luôn các bạn ạ. Cái thứ hai là ở đây thì mình thấy là chất lượng chè cũng ngon. Duy nhất chỉ có điều là cái giá thành thì nó cao cao một tí. Cũng dễ hiểu bởi vì ở đây là các bạn biết là 1 mét vuông đất ở đây phải tính tiền tỷ, nhưng không phải là tiền trăm triệu như nơi khác đâu. Hello, chào các đồng chí. Dạ. À, bọn em ăn xong rồi hả? Dạ. Ờ, thế bọn em có hay ăn đấy không? Dạ, cũng. Em đi mới tới ha. Em thì ăn cái này được 3 năm. Giờ có một người anh giới thiệu cái này. Lần này em trong Nam em ra nữa. Nên em quyết định ghé quán ăn. À thế hả? Dạ. Thế là ăn 3 năm trước rồi? Dạ. Thế xong hôm nay thì dẫn các bạn đến đây. Dạ. Ờ, thế các em có thể cho anh cảm nhận về quán đây được không? Dạ. Ngon. Hôm nay em ăn gì? Em ăn chè thập cẩm. Chè thập cẩm, thế con em? Em cũng thập cẩm. Thập cẩm à? Dạ. Ok, thì anh cảm ơn các em nhé. Hôm nay em đến đây ăn mình à? Dạ vâng, hôm nay em đi ăn một mình. Thế à? Ờ thế hôm nay em ăn món chè gì đấy? Dạ hôm nay em ăn chè sen đá với cả chè khúc bạch. Hai món chè hay. Hai cốc luôn? Dạ. À, bán một cốc. Vâng. Ờ thế ở đây thì em thích nhất là món nào? Dạ em hay thường ăn sen đá, em thích sen đá nhất. Thế à? Dạ. Thế em ăn ở đây lâu chưa? Em ăn ở đây cũng khá lâu rồi. Tầm gần một năm. Tại vì là em làm ở 98 Hàng Buồm nên tôi rất là hay đi bộ ở đây. Và đây là quán chè gần như là quán chè yêu thích luôn. Em thấy món chè sen đá mà em thích thì nó rất là hợp khẩu vị, với cả là nó khá là mát ấy. Nên là ăn mùa hè rất là thích, nên là em thích. Với cả có cái thạch đen em cũng rất là thích. Thế à? Vâng, nó hợp khẩu vị với mình nên là em hay ăn ở đây thôi.